Xin chào các bác, quay lại với cái buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay. Nhà em sẽ giới thiệu cho các bác cái củ loa bát 30 ERCF các bác nhé. Em nói lại nhé, hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác xem trực tiếp cái mẫu loa bát rời bát 30 ERCF các bác nhé. Thì trước màn hình video đây là một đôi bát 30 ERCF. Con này thì là nhập khẩu chính ngạch của Tập Cận Bình các bác nhé. Hàng Trung Quốc. Thì hàng Trung Quốc chất âm rất là hay rồi. Các bác nhìn một đôi bát này, rất là chất, rất là hầm hố. Dòng ERCF thì bao giờ là bát cũng rất là đánh rất là uy lực. Tiếng trống rất là hay. Bát tiếng sâu. Đây anh em giới thiệu phần mặt đít của nó trước đi. Đây anh em mới giới thiệu nha. Các bác nhìn nhá. Đây là cái T của nó này. T của nó T nhẵn các bác nhá. Rất là đẹp. Và màu đen xì. Còn giờ em giới thiệu phần khung xương các bác nhá. Các bác nhìn này. Sườn của nó sườn xương nhôm các bác nhá. Xương nhôm. Bao giờ cái xương sườn xương ERCF thì bao giờ nó cũng kiểu đặc trưng như thế này. Từ bát 30 hay bát 40, bát 50 thì cái khung xương của nó quy về cái dạng xương ERCF nó sẽ như thế này các bác nhá. Các bác chú ý. Khung xương rất là hầm hố. Và khung xương của nó rất là cứng và chịu đòn rất tốt. Nên là bát này đánh rất là uy lực. Để cho các bác làm những dòng karaoke thì tuyệt vời luôn. Đây là bát 30 thì tem của bát 30 nó sẽ là ký hiệu là 12G301 các bác nhé. Thường thường đi mua bát, đi kèm với bát là sẽ có tem dán ở một góc này. Đến phần này các bác nhé. Đến phần mặt trên. Mặt trên các bác nhìn nhá, màng của nó là màng giấy. Gân của nó gân vải. Màng giấy gân vải, hai gân nhá, gân vải hai gân tẩm dầu. Ở đây là xương ERCF nên như em đã nói đấy. Nhìn nó rất là chất và nhìn nó rất là cứng cáp. Đến phần này các bác nhá, các bác nhìn nhá. Đây là cái chạm của nó đây. Chạm của nó thì đây là các bác nhìn này. Bao giờ cái xương ERCF bao giờ chạm nó cũng đặc trưng như thế này. Và đặc biệt em rất ấn tượng ở đôi bát này là cái bích T này. Bộ kẹp từ của nó rất là dày các nhá, rất là dày đây này. Đấy, nó sẽ ánh bảy màu lên. Và viên từ của nó độ dày cũng khá là ok đấy các bác. Độ dày từ rất là nhiều đây. Cũng phải bằng gần một đốt ngón tay các bác nhá. Nhện của nó là nhện màu vàng. Nhện màu vàng và các bác lưu ý, con này côn là côn 76 các nhá. Côn 76. Và đây là hàng Trung Quốc thì khi bác chiếu ánh đèn dưới ánh đèn ở đây ánh sáng em hơi tối. Khi các bác chén khi các bác chiếu ánh đèn vào thì là ở dưới màng nó sẽ có những bông sợi bông thủy tinh các bác nhé. Thì đây em báo giá luôn nhá, nhà em đang bán 1.950.000 một đôi. Lưu ý nhà em bán 1.950.000 một đôi các bác nhé. Hiện tại em có đấu dây vào một phía bên này, đây em có đấu dây vào phía này nhá. Thì bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc em test chất âm cho các bác nghe. Đôi bát này tiếng rất hay. Đấy em đang test cái bên này nhá, các bác nhìn thấy giấy nó tưng tưng lên không? Cái này mà bác nào mà làm loa karaoke gia đình đánh thì thôi rồi Lượm ơi, đánh bay lóc luôn, quẩy tới sáng luôn. Con này từ của nó từ 190, từ 190 côn 76, bát 30 giờ sẽ đang bán với giá là 1.950.000 một đôi nhá. Đấy em phải làm những video em test sống như này thì các bác mới nhìn được một đôi bát nó cận cảnh nó đẹp như thế nào và chất lượng nó ra sao, nghe được chất âm của nó. Nên là em làm video như này rất là hay, các bác nhớ ấn like và chia sẻ. Và tặng cho nhà em một lượt đăng ký kênh luôn nhá.
chất âm rất hay. Đây là em đang test sống, chưa có phân tần, chưa có chép kèn và chưa cho vào thùng mà nó đã tiếng nó đã như thế này rồi. Và hiện tại em chỉ test một cái bên này thôi đấy. Đôi bát này là một sự lựa chọn rất là hợp lý cho các bác. Nghe rất là sướng. Các bác mà sử dụng dòng này về làm loa karaoke mà trong phân khúc gia đình thì đánh sướng cả cái lỗ tai luôn đấy. Bị vướng quảng cáo rồi. Rồi nhớ vướng quảng cáo thì thôi em dừng video luôn. Thì các bác vừa rồi các bác nghe được một đoạn nhạc ngắn em mở lên thì các bác thừa hiểu là chất lượng nó ra sao rồi nhá. Dòng bát này được rất là nhiều các bác đặt hàng của nhé. Bát 30 giờ CF từ 1976, dòng bát nhập khẩu chính ngạch của Trung Quốc các bác nhá. Giá bán 1.950.000 một đôi. Các bác mua hàng nhé, em sẽ chèn số video. Nhà em sẽ chèn số điện thoại trong video, số Zalo và số hotline nhà em trong video. Chi tiết mua hàng thì các bác gọi trực tiếp cho em hoặc là kết bạn Zalo nhà em nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bác đã xem cái video này. Video mà hay các bác nhớ ấn like và ấn chia sẻ và tặng cho nhà em và tặng cho nhà em một lượt đăng ký kênh các bác nhé. Đấy, nói nhiều, nói liên tục, đâm ra là nó bị hay bị nhịu lưỡi các bác nhé. Các bác nhớ tặng cho nhà em một lượt đăng ký nha.